Những nội dung chính trong bản tin bóng đá Việt ngày 25 tháng 11. Tuấn Hải là niềm hy vọng của hàng tiền đạo Việt Nam. Chờ đợi màn đối đầu giữa huấn luyện viên Gong Okian và Kia Tisak tại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Đá vào mặt Xuân Mạnh, cầu thủ Trung Quốc bị AFC phạt nặng. Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play trở lại với bản tin bóng đá Việt ngày cuối tuần 25 tháng 11 này. Sân cỏ trong nước đã sôi động trở lại với những chuyển động từ Nai World V-League 1 2023-2024 và Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Và đó sẽ là phần mở đầu của bản tin ngày hôm nay. Rất nhiều khán giả trên mạng xã hội đã gọi vui Phạm Tuấn Hải là David Beckham Việt Nam sau siêu phẩm từ khoảng cách hơn 60m vào lưới BKMX Bình Dương vào tối qua. Rõ ràng, phong độ ấn tượng của chân sút thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội sẽ là niềm hy vọng lớn cho người hâm mộ trong bối cảnh các chân sút của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có màn trình diễn thuyết phục ở các giải đấu quốc nội. Trước phút sau 3 trận đấu với câu lạc bộ BKMX Bình Dương, câu lạc bộ Hà Nội gặp muôn vàn khó khăn. Họ chơi trông thấy thiếu người vì thẻ đỏ của Vũ Tiến Long ngay trong hiệp 1, chưa kể bất lợi vì phải thi đấu trên sân khách. Song Phạm Tuấn Hải đã khiến cầu trường nổ tung với bàn thắng từ cự ly hơn 50m. Nhận thấy thủ môn đối phương dâng cao, tiền đạo của câu lạc bộ Hà Nội tung cú sút từ sân nhà, bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Minh Toàn. Đây là bàn thắng thứ 3 trong 2 trận đã qua của Tuấn Hải, qua đó giúp câu lạc bộ Hà Nội giành 2 chiến thắng sau chuỗi 5 trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở cuộc đối đầu với câu lạc bộ Wuhan Three Towns tại AFC Champions League, Tuấn Hải là người hùng với cú đúp giúp đội bóng ngược dòng với tỷ số 2-1. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ được AFC đánh giá là một trong những pha lập công đẹp nhất của vòng đấu. Thì đương nhiên là bóng đá nó có một cái điều khác biệt là rất hay là nó có những cái điều mà không tưởng không thể nghĩ ra, và nhất là cái bàn thắng của Tuấn Hải sau khi chúng tôi giành được bóng phản công thì Tuấn Hải nó có một cái quan sát đến cái bàn thắng là tuyệt đẹp mang lại thắng lợi cho đội. Thì tôi nghĩ Tuấn Hải hiện tại đang có một phong độ rất là tốt, anh ta có lối chơi rất là sâu sáo và anh ta tính hơi cái bộ tiền đạo tính hơi rất là nhạy bén. Tôi nghĩ nếu mà ta chỉ có dạng vậy thì ta sẽ có tí sao. Phong độ hiện tại của Tuấn Hải cho thấy anh đang là niềm hy vọng lớn của tiền đạo Việt Nam trong bối cảnh Tiến Linh không có phong độ cao nhất. Với thành tích ghi bàn cực cao ở thời điểm hiện tại, có thể nói huấn luyện viên Philippe Trugier đã có một phương án đáng tin cậy ở hàng công trong các trận đấu trước mắt. Thưa quý vị, tâm điểm của bóng đá quốc nội trong ngày hôm nay sẽ là màn thu hùng tại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu trên sân vận động Hàng Đẩy sẽ là màn ra mắt của cả hai bên. Đội khách ra mắt với cái tên mới. Còn đặc biệt, đội chủ nhà sẽ đón chào sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Gong Okian. Trận đấu tại Cúp Quốc gia là màn đối đầu thứ hai giữa hai câu lạc bộ Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai trong vòng một tháng qua. Trước đó, trong khuôn khổ V-League 2023-2024, đội bóng Phố Núi đã phải nhận thất bại đậm với tỷ số 0-3 trước đối thủ ngay trên sân nhà Pleiku. Quãng nghỉ vừa qua của V-League chắc chắn có ý nghĩa lớn với huấn luyện viên Kia Tisak để giúp ông thầy người Thái có thể ổn định lại đội ngũ và hoàn thiện các mảng miếng chiến thuật. Bên cạnh đó, lực lượng của đội bóng Phố Núi cũng có sự thay đổi khi mới đón chào thêm tiền đạo John Clay, người cũ của Công an Hà Nội. Về phía nhà đương kim vô địch V-League, đội bóng sẽ chứng kiến màn chào sân của huấn luyện viên Gong Okian. Cựu huấn luyện viên đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ngồi trên băng ghế chỉ đạo với tư cách huấn luyện viên trưởng. Đội bóng ngành công an cũng đón tin vui về mặt lực lượng với sự trở lại của ngôi sao Nguyễn Quang Hải. Màn đối đầu giữa hai vị chiến lược ra ngoại có sức hút bậc nhất vào lúc này, Kia Tisak và Gong Okian hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả một trận đấu cống hiến và hấp dẫn. Cuộc đọ sức giữa Công an Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai sẽ diễn ra vào lúc 19:15 hôm nay, 25 tháng 11 và được tường thuật trực tiếp trên FPT Play. Kính mời quý vị chú ý theo dõi. Giải đấu Cúp Quốc nội danh giá khoác lên mình một tấm áo mới. Cúp Quốc gia Casper 2023-2024. Những ứng viên hàng đầu hừng hực khí thế. Và không thể bỏ qua các đại diện hạng nhất quốc gia sẵn sàng làm nên bất ngờ. Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play.
ngược về phương Nam. Tâm điểm trong suốt những ngày qua xoay quanh chiếc ghế thuyền trưởng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trái ngược với những cái tên được đồn đoán như Manu Pongking hay Lee Jung Jin, chiến hạm đỏ đã quyết định tạm thời đặt niềm tin vào cái tên mới mà cũ, huấn luyện viên Phùng Thành Phương. Chiều 24 tháng 11, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức chỉnh làng đội ngũ huấn luyện mới sau khi chia tay huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Theo đó, huấn luyện viên Phùng Thành Phương là người tạm thời tiếp quản vị trí thuyền trưởng. Hỗ trợ ông là dàn trợ lý mới gồm Đinh Hồng Vinh và Nguyễn Liêm Thanh. Trong khi đó, huấn luyện viên thủ môn Châu Chí Cường tiếp tục đảm nhận vai trò của mình trong ban huấn luyện mới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Ba thành viên của ban huấn luyện cũ là các trợ lý Lương Trung Tuấn, Lê Quang Trãi và Bùi Văn Nam vẫn có mặt trên sân tập của đội vào chiều 24 tháng 11. Tuy nhiên, họ chỉ quan sát chứ không trực tiếp làm việc cùng các cầu thủ. Vì lẽ đó, buổi tập vừa qua của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có tới 8 người phụ trách chuyên môn trên sân tập cả cũ lẫn mới. Trước đó, có tin đồn trợ lý Lê Quang Trãi sẽ tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng việc không tham gia công tác huấn luyện ở buổi tập vừa qua cho thấy ông và ban lãnh đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chưa tìm được tiếng nói chung. Trong khi đó, huấn luyện viên Lương Trung Tuấn và Bùi Văn Nam chưa có thông tin cụ thể về công việc của mình trong thời gian trước mắt. Do vẫn còn hợp đồng nên Quang Trãi, Trung Tuấn và Văn Nam quyết định thực hiện đúng tinh thần công việc được giao để thể hiện sự chuyên nghiệp. Đồng thời họ cũng bày tỏ mong muốn được đền bù hợp đồng một cách xứng đáng nếu ra đi. Trước mắt, huấn luyện viên tạm quyền Phùng Thành Phương sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong trận tiếp BKMX Bình Dương ở vòng loại Cúp Quốc gia Casper 2023-2024 vào ngày 28 tháng 11 trên sân Thống Nhất. Nếu vẫn chưa có huấn luyện viên mới, ông Phùng Thành Phương sẽ dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón thể công Viettel tại vòng 4 Naiwop V-League 1 2023-2024. Trước đó có thông tin cho rằng các huấn luyện viên Park Hang-seo và Lee Young-jin sẽ gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện tại mọi chuyện mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Thưa quý vị, bước ngoặt lớn dẫn đến giúp Hà Nội FC tạm thoát khỏi khủng hoảng đầu mùa giải năm nay có thể kể đến là tấm thẻ đỏ của tiền vệ câu lạc bộ Wuhan Chu Tao, Wei Xinhao. Sau đó, đội bóng thủ đô đã lội ngược dòng thành công để có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Ở chiều ngược lại, không chỉ phải nhận chỉ trích lớn ở quê nhà, Wei Xinhao còn chính thức bị AFC phạt nặng sau hành vi bạo lực với hậu vệ Phạm Xuân Mạnh của đội bóng Việt Nam. Cụm tin tổng hợp sẽ là phần cuối của bản tin bóng đá Việt. Chúc quý vị khán giả có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui cùng những chương trình thể thao hấp dẫn trên hệ thống của FPT Play. Tôi Trinh cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Trong thắng lợi của câu lạc bộ Hà Nội trước Wuhan Three Towns, tiền vệ Wei Xinhao bên phía đại diện Trung Quốc đã phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống chơi xấu với Xuân Mạnh. Và trong ngày hôm nay, Liên đoàn bóng đá châu Á đã chính thức ra án phạt treo giò 3 trận và phạt $1,000 cho Wei Xinhao vì hành vi bạo lực phi thể thao của mình. Như vậy, tuyển thủ của đội tuyển quốc gia Trung Quốc trước mắt sẽ vắng mặt hai trận đấu còn lại ở AFC Champions League gặp Urawa Red Diamonds và Pohang Steelers. Nếu Wuhan Three Towns có thể đi tiếp vào vòng trong, cầu thủ này cũng sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài. Ở một diễn biến khác, trong chiều ngày 24 tháng 11 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bế giảng khóa đào tạo huấn luyện viên bóng đá chứng chỉ A AFC VFF 2023. Các học viên tham dự khóa đào tạo đều là những huấn luyện viên và cựu danh thủ đã và đang làm việc tại các câu lạc bộ thuộc các giải chuyên nghiệp quốc gia như Phạm Thành Lương, Mai Tiến Thành, Lê Phước Tứ, Nguyễn Lương Phúc, Trần Duy Quang. Những học viên đạt điểm số theo thang đánh giá của AFC sẽ được cấp chứng chỉ huấn luyện viên bằng A, qua đó có thể sẵn sàng bước vào sự nghiệp cầm quân khi tham gia vào các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam cũng như các giải đấu do AFC tổ chức. Naiwop V-League 1 2023-2024 khởi tranh từ 20 tháng 10. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.